giả, đây là Hương Nghi từ tỉnh Bình Minh. Hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 3 2016. Sau đây là những tin cần biết. Hương Nghi xin chào đón một ngày đầu tuần an lành. Chúc quý thánh giả một ngày đầu tuần thật vui vẻ. Hà Nội bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tổng cục Môi trường Việt Nam vừa thông báo tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội rất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Giới báo chí Lê Đảng ngày hôm qua trích dẫn các số liệu của Trung tâm Quan trắc Môi trường trong 5 ngày gần đây cho thấy ô nhiễm bụi bẩn cao gấp 2 lần quy chuẩn cho phép, ảnh hưởng xấu đến hệ hô hấp của con người. Được biết mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã vượt Bắc Kinh do chỉ số nguy hại ô nhiễm không khí AQI có lúc lên đến 388, trong khi ở Bắc Kinh lúc khói bụi mịt mờ cũng chỉ ở mức 298. 12 cô dâu Việt bỏ trốn khỏi một ngôi làng tại Trung Cộng. 12 cô dâu Việt Nam đã bỏ trốn khỏi một ngôi làng ở tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Cộng chỉ trong một đêm. Những người phụ nữ này đều được một công ty dịch vụ môi giới hôn nhân đem qua. Trong khi đó, nhà chức trách Trung Cộng nói rằng đến giữa tháng 2 năm nay đã có 17 cô dâu Việt Nam bỏ trốn khỏi ngôi làng này. Được biết, những người chồng khai nhận rằng họ đã trả cho công ty môi giới số tiền khoảng 60.000 nhân dân tệ, tương đương gần 9.200 Mỹ Kim cho mỗi cô dâu. Tất cả những cặp vợ chồng này đều không có đăng ký kết hôn hợp pháp tại địa phương. Trước đó, tháng 8 năm 2011, hàng trăm cô dâu Việt cũng được báo cáo đã bỏ trốn khỏi gia đình nhà chồng ở Trung Cộng. Nhiều tướng lĩnh quân đội Ba Lan đồng loạt từ chức. Truyền thông Ba Lan đưa tin tuần này đã có 5 tướng lĩnh quân đội nước này đồng loạt nộp đơn từ chức. Bộ Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ba Lan đã xác nhận tin trên nhưng không công bố chi tiết danh tính những người từ chức. Giới phân tích cho rằng nhiều tướng lĩnh quân đội Ba Lan đang rất bất mãn với chính phủ mới và một số người đã chọn cách phản ứng trên. Những vụ từ chức đồng loạt xảy ra trong bối cảnh quan hệ Ba Lan, Nga đang xấu đi, cũng như cuộc tập trận chung của NATO sắp diễn ra càng làm dấy lên nhiều lo ngại. Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp nhật báo của phe đối lập. Vào hôm thứ Sáu vừa qua, giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul đã đột kích tòa soạn của tờ Zaman, một nhật báo có số phát hành lớn nhất nước, trong một hành động trấn áp này nhắm vào những cơ quan truyền thông ủng hộ phe đối lập chính trị. Được biết, hành động của cảnh sát nằm trong khuôn khổ của chiến dịch chống lại những nhà báo đối lập, và ông Fethullah Gulen, một giáo sĩ Hồi giáo chống chính phủ, đang sống lưu vong ở Mỹ. Trong khi đó, Ủy ban bảo vệ ký giả ở New York cực lực phản đối hành động của Thổ Nhĩ Kỳ. Người đứng đầu tổ chức này, ông Joel Simon, nói giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ phải chu toàn nghĩa vụ hiến định là bảo vệ tự do báo chí, thay vì thực hiện hành động hùng hãn chống lại truyền thông đối lập. Châu Âu áp dụng các biện pháp trừng phạt mới với Bắc Triều Tiên. Hôm 4 tháng 3, Hội đồng Châu Âu ra thông báo cho biết 28 nước thành viên EU đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên. Quyết định của Liên Hợp Hiệp Châu Âu được đưa ra vài ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết gia tăng các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng vì các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân và phóng hỏa tiễn mới đây. Được biết, Hội đồng Châu Âu đã thêm 16 cá nhân và 12 công ty vào danh sách đen bị trừng phạt. Con số hiện nay hiện có khoảng 60 đối tượng. Theo lời của đại diện cấp cao về ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu, bà Federice Mogherini, vụ thử hạt nhân hôm 6 tháng 1 và phóng hỏa tiễn hôm 7 tháng 2 của Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình quốc tế và an ninh khu vực. Đó là những tin đáng chú ý trong ngày. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị thính giả tin Bình Minh vào ngày mai. Hương Nghi hy vọng một ngày thật đẹp sẽ đến với quý vị.